Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Đó, cho em xin một nút like để lấy tương tác và đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bật lửa cây nhá. Đấy, bật lửa cây. Nó có cái lẫy khóa ở đây này, các bác gạt cho em cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được nhá. Đó, có cái lẫy khóa ở đây. Các bác phải gạt cái lẫy khóa này thì mới sử dụng được này. Đẩy cái lẫy khóa lên cho em này. Đó, đây. Coi thấy không? Đó. Và cái phần này là tăng giảm lượng ga này, tăng giảm lượng ga đây, lẫy khóa đây. Đấy, ấn cái lẫy khóa này xuống này. Đó. Đây. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k cho con bật lửa cây như này, 40.000 các bác nhá. Bật lửa cây. Giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt 1 cân này, 230.000. Bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Dao chặt 1 cân nhá, 230k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan con này. Bản dày 5 ly. Đấy, cán liền thân, có ốp đinh đồng như này, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 23 cm, tổng chiều dài của dao thì trên 30 cm. Con này thì chặt xương trâu, xương bò, gà cá đều ok hết nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là chổi sắt bao nhiêu đây? Các bác lên cho em là chổi thép, giá của nó sẽ là 20k nhá. Đấy, lên cho em là chổi thép này. Chổi thép giá của nó sẽ là 20k này, cái chổi thép như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 20-25 cm. Các bác có thể dùng để đánh kỳ cọ, xong nồi rồi vệ sinh các cái phần bề mặt đều ok hết nhá. Đầu của nó bằng thép như này. Đấy, và rất là nhiều các cái sợi thép như này nhá. 20.000 thôi, lên cho em là chổi thép 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật này, made in Japan này. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Chiều dài của dao thì cũng vào khoảng là 28-30 cm. Đấy, và hàng cũng là hàng đúc liền thân như này, đánh nhám chống dính nhá. Đấy, con này thì siêu bén luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức như này. Đó. Đây, dao thái của Nhật các bạn. Con này thì là nó sẽ là dao thái của Nhật các bạn này. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai made in Japan các bạn này. Đó, Kai made in Japan đây. Con này thì các bác lên cho em là dao dao thái Nhật nhá. Dao thái Nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái Nhật như này các bạn này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có còn cho các bác cái con dao đó là con dao gọt hai nhá. Con này thì bên em lên nó là dao gọt hai. Nó cũng giống như con dao thái Nhật thôi. Đấy, con này thì cũng là hàng của Nhật và của thương hiệu Wabo. Hàng thì những cái dòng dao gọt này thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dao gọt này thì nó là dòng siêu bén rồi các bác nhá. Đấy, siêu bén các bác này. Đó. Lên cho em là dao gọt 2, con này thì giá thanh lý cho các bác với giá đó là 60k nhá. Lên cho em là dao gọt 2, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khóa Đức nhá. Một cái bộ khóa Đức như này bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn. 4 chìa như này và chìa tròn chống cắt chống trộm. Giá sẽ là 130k nhá. Lên cho em là khóa Đức 130.000, hàng made in Germany. Đấy, khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ có còi hú luôn. Đấy, khóa còi hú chống trộm. Và con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con khóa còi hú chống trộm như này. Đấy, có còi hú chống trộm luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là hai cái khò ga nhá. Thì cái khò ga trắng này giá của nó sẽ là 50k. 50k cho con khò ga trắng như này. Đấy, còn con khò ga đại hàng của Kabushi made in Japan thì con này sẽ là 90k nhá. 90 thôi. Giá đợt này thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi nhá. Đấy, trước em bán 120.000, đợt này giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đại nhá. Khò ga đại 90.000, khò ga trắng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Con này giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 15.000 thôi. 15k cho một cái bộ nạo lưỡi như này. Chất liệu bằng inox 304, dày đẹp chắc chắn, sáng bóng đẹp, các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi rất là ok. Đấy, các bác đưa vào các bác nạo này cho em này. Đấy, nạo này cho em. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, giá thanh lý 15k. 15k cho cái nạo lưỡi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai bằng lấy giấy tai đèn nhá. À, đây nó sẽ là một cái bộ lấy giấy tai như này. Và đầy đủ phụ kiện cho các bác nhé, có pin, có đèn báo, các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà thì các bác lắp pin nó biết vào đây cho em. Đó, và đây nó sẽ là các cái đầu lấy giấy tai này. Đấy, đầu này thì đầu gấp và có đèn luôn. Đây, cái đầu gấp của nó này. Đấy, có đèn báo hết các bác nhá. Đây, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn. Thì các bác đưa vào các bác gấp cho người già trẻ em này. Đấy. Thì đây ví dụ như đây nó sẽ có đèn sáng như này này. Thì khi các bác tương tác các bác làm nó rất là tiện luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ lấy giấy tai đèn như này. Lên cho em là lấy giấy tai đèn, giá của nó sẽ là 60k cho một bộ như này nhá. Đấy. Giấy tai đèn này, đó, giấy tai đèn. Giấy tai đèn nhá, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000 cho cái bộ lấy giấy tai đèn như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao đây, nó sẽ là một con dao thái như này. Đấy, con dao thái nhọn nhá. Đấy, con dao thái nhọn thì giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Con này thì cũng khá là bén luôn, rất là bén các bạn. Hàng của thương hiệu Quát Bồ nhá, hàng thương hiệu Quát Bồ rất bén luôn các bạn này. Đó, bén lắm các bạn. Đấy, dọc dây bóng như này các bác biết rồi. Con thái nhọn, giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao thái nhọn như này. Chiều dài khoảng 30cm, lên thì em là dao thái nhọn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái vuông nhá. Đấy, đây thì nó sẽ là vuông hơn một chút, còn con kia nó nhọn hoắt, còn con này nó vuông hơn một chút như này. Đấy, thì con này sẽ là 180.000 cho con dao thái vuông như này. Nếu các bác mua cả đôi thì giá sẽ là 350 nhá, 350, và bên em bao ship cho một đôi dao đó. Một con thì đầu nó hơi nhọn hơn một chút và một con đầu vuông nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Đấy, kéo tôn trợ lực con này thì nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, bó vào luôn. Đấy, nghiêng 45 độ và có phần trợ lực như này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Kéo tôn nhá, kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000, 160k nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng búa đinh nhá, búa đinh thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, búa A1 và A2. Đấy, búa A1 và A2 các bác nhá. Đó, sẽ có hai mẫu như này. Đó, đây các bác nhá. Đó, A1 to và A1 nhỏ và A2 là to nhá. A1 nhỏ thì giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con A1 nhỏ như này. Con này thì nặng khoảng 3 lạng nhá. Đó, 3 lạng và chiều dài của nó thì khoảng 25cm. Còn con này thì nặng khoảng 5-6 lạng. Đấy, con này thì sẽ là 130k nhá, 130k. Đấy, con này sẽ là A2 nhá. Con này là A2 này. A1 nhỏ, A2 to. Đấy, con A1 này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. A1 nhỏ 90.000, A2 to 130.000 nhá. A2 to 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọc rác inox. Con này sẽ là 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này. Các bác đặt cái phần chậu rửa ấy thì nó sẽ hứng cho các bác sạch bẩn rác rồi cơm nước các thứ nó lọt trong đây là nó hứng cho các bác luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì sẽ là một con cưa lách này. Con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40.000 cho con cưa lách như này. Hàng thương hiệu Kabushi Japan. Phần lưỡi của nó dài khoảng 25cm, cả cưa thì nó sẽ dài khoảng là từ 35 đến 40cm. Đó, cưa lách giá sẽ là 40k cho con cưa lách như này nhá, 40.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hít cửa nhá. Đấy, con này thì vừa hít vừa chống sốc luôn. Đó, thì nó sẽ hít vào tường gạch men là nó sẽ hít vào luôn này. Thứ hai là chống sốc, các bác có đẩy cửa để kiếc nó khỏi kêu nhá. 15k cho một chiếc như này và mua 5 thì tặng 1 nhá. 15.000 cho một cái hít cửa như này, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, kìm nước như này. Độ mở của nó là lên tới 68mm nhá, gần 7cm. Thì các bác dùng các cái loại ống nước là đều ok hết nhá. Các ống nước cơ bản thì cũng chỉ đến 68-70 thôi, ống 68-70 thôi. Giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một con kìm. Con này bên em đang bán là 80.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55k thôi. Lên cho em là cà lê nước nhá, cà lê nước chuyên dùng cho đồ nước, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 cho con cà lê nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, dây câu bình như này. Hàng rất to đẹp luôn, đầu kết nối vào đều bằng đồng hết nhá, dây lõi đồng, đầu kết nối bằng đồng, giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho bộ dây câu bình như này nhá. Đấy, 2000mAh. Lên cho em là dây câu bình, dây lõi đồng hết. Dây câu bình 180k các bác để vào trong ô tô nhà mình. Ví dụ như ô tô có trục trặc này, có hết pin hết điện thì bình sạc không được, thì các bác sử dụng con này cho em, sau đó thì câu từ cái ô tô khác sang, gọi một cái ô tô khác đến và câu sang là xong. Giá sẽ là 180.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kìm các bác này. Đấy, cái bộ kìm thì đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là kìm đen. Đấy, kìm con này thì trước nó về màu đỏ như này. Đấy, cho nên bên em lên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ, nhưng mà đợt này thì nó về thêm cả cái màu xám này nữa này. Đó, màu xám này nữa. Đó, thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 tròn này. 100k cho con kìm đen, à kìm đỏ này nhá. Đấy, em gọi nó là kìm đỏ, trước em vẫn lên là kìm đỏ rồi. Lên cho em là kìm đỏ 100k nhé, kìm đỏ 100.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhé. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là bao nhiêu? Trước bên em bán là 50.000 cho cái bộ xiên hoa quả như này, bao gồm 10 chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 40.000 thôi. 10 chiếc như này, đấy, 10 chiếc xiên hoa quả như này. Các bác dùng để mình xiên hoa quả rồi, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 40.000 cho một cái bộ như này, bao gồm 10 chiếc.
thì về các bác có thể dùng để mình ăn hoa quả, ăn trái cây, rồi nói chung là xiên thịt, xiên cá đều ok hết nhá. Xiên hoa quả giá sẽ là 40.000 trong cái bộ xiên hoa quả như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO giá sẽ là 180.000 cho con kìm bạc FO như này. 180k nhá, 180k cho con kìm bạc FO, hàng đa di năng luôn. Hai con này thì đều là giống nhau nhá, hai con này đều là giống nhau. Đấy, nhưng mà chất lượng thép nó tốt hơn thì giá nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đó. Và con kìm bạc này thì nó sẽ dài hơn một chút. Đó, dài hơn một chút thôi chứ còn đều là hàng đa chức năng hết. Cắt dây, tuốt dây, bấm cốt đầy đủ nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một hộp xi đánh giày như này, có màu đen và màu nâu nhá. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, đây là cái phần cái bông này, còn đây là phần xi ở dưới này thì các bác xoáy ra cho em. Sau đó thì mình đánh trực tiếp lên giày thôi. Đấy, rất là tốt luôn. 40.000 cho cái hộp xi đánh giày như này có hai màu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây đa năng nhá, kìm tuốt dây đa năng, hàng của thương hiệu Fuka Japan này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Đây nó sẽ làm con kìm siêu tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây làm 4, cắt dây làm đôi đều ok hết nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm xanh nhá, kìm xanh như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác bấm linh kiện này, bấm móng tay này, bấm khóe móng tay, móng chân, bấm linh kiện này, rồi là cắt dây, cắt giếc đều ok hết nhá. Giá sẽ là 20k nhá, 20.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Lên cho em là kìm bấm linh kiện hoặc kìm xanh nhá. Kìm xanh giá của nó sẽ là 20.000, 20.000 cho con kìm xanh như này thôi. Tiếp theo em lên cho bác cái khò ga bằng đồng nhá. Nó sẽ là khò ga bằng đồng đúc như này. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho cái khò ga đồng đúc như này. Đấy, đồng đúc nguyên khối có điều chỉnh ga, điều chỉnh gió. Con này thì nó sẽ không có gì nhá, không có gọi là không có đánh lửa tự động, về nhà các bác phải tự mồi nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái gọt dứa này. Đấy, gọt dứa thông minh thì các bác chỉ cần là gọt sạch vùng quanh đi, sau đó lấy cái này đẩy đi là được thôi. Gọt dứa thông minh, giá thanh lý cho bác với giá đó là 10k cho cái gọt dứa thông minh này nhá. 10k. Gọt dứa thông minh giá sẽ là 10.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ, USA như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ nhá. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Đấy, kìm chết Mỹ 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k một hộp này. Đấy, các bác mở ra cho em này. Sau đó thì các cái phần tường bị thấm rột, bị nứt, bị bong chốc các bác bóc vào cho em, sau đó thì mình phủ lên các bề mặt của nó là ok. 40.000 cho một lọ keo vá tường như này. Đấy, nó sẽ thuộc dạng keo trắng, cực kỳ bền và dùng rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa thì bên shop có hai mẫu. Đấy, một mẫu thì chiều dài của nó là 20cm và một mẫu là chiều dài là 25cm nhá, 25cm. Đấy thì sẽ có hai mẫu cơ bản như này. Và con mẫu 20cm này thì giá sẽ là 40.000 nhá, 40k. Đấy, hỏi anh thì xem đúng không? 40.000 cho con 20cm như này. Còn con 25cm thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó thì có hai mẫu. Con này thì giá chiều dài của nó thì dài hơn một chút cho nên sẽ đắt hơn một chút là 55.000. Còn con này thì nó ngắn hơn một chút thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, hai mẫu kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Con này thì giá sẽ là 120.000 nhá. Hàng của Nhật, made in Japan, hàng bãi Nhật này, hơi có dấu hiệu rỉ sét một chút. Về nhà các bác vệ sinh đi là ngon luôn. Made in Japan nhá. Đó. Con này thì hàng đúc liền thân như này. Các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt cối, tỉa răm, rồi nói chung là làm vườn, làm cây cối, cây cảnh đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo cành đúc, giá sẽ là 120.000 nhá. 120k cho con kéo cành đúc như này, 120.000. Lên cho em là kéo cành đúc 120k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, xịt hơi như này thì về nhà các bác lắp vào bình hơi. Đấy, van viết đều bằng đồng hết này. Về nhà các bác lắp vào cái bình hơi ấy để mình xịt cho em. Đó, giá sẽ là 80k cho cái xịt hơi như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt hơi, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi 80k, hàng nội địa của Nhật nhá, Japan luôn. Đó, 80.000 cái vòi xịt hơi như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng keo nến nhá. Súng keo nến. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi súng keo nến là bao nhiêu?
40.000 thôi, 40k cho cái súng keo nến như này nhá. Giá sẽ là 40k cho một em súng keo nến như này. Đấy, về nhà các bác mua keo nến các bác đút vào đây cho em. Đó, có công tắc tắt bật này. Đấy, dùng keo nến trong nước là dùng con này rất là ok luôn. Giá thì chỉ có 40k cho cái súng keo nến như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm nhọn nhá. Đấy, nó sẽ làm con kìm nhọn như này. Thì các bác dùng để mình xoắn dây này, rồi là làm vườn này, hoặc là gọi là đa di năng được luôn. Hàng của Nhật, Japan này các bác này. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k thôi. Giá sẽ là 40k cho một con kìm nhọn như này. Lên cho em là kìm nhọn, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ vàng nhá. Giá sẽ là 45.000 cho cái ổ vàng như này, 45k. Con này thì chống va đập các kiểu con đà điểu luôn. Đó, lá đồng bên trong hết nhá. Đấy, 45.000 cho cái ổ vàng như này, có 5 chân cắm nhá, 5 chân cắm. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Đấy, chống giật bình nóng lạnh thì con này của nó sẽ là dòng cách điện để chống giật rất là tốt luôn. Kết nối đều bằng đồng hết như này, các bác chỉ cần lắp qua hai cái đường dây ống nước cho em. Giá sẽ là lên cho em là chống giật nóng lạnh nhá. Giá sẽ là 40k trên một chiếc, và các bác mua thì bắt buộc là mình phải mua cả đôi nó mới hiệu quả. Đấy, lấy cho em một đôi thì các bác lắp vào cái dây cấp nước của bình, đầu dây nóng và dây lạnh luôn. 40k có nhá, 40k một chiếc như này. Đó. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy. Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn. Về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác lật cái này ra này, lắp cuộn băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây. Hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa, sửa được thì sửa nhá. Các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá. 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này, hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cho cái hũ gia vị như này. Các bác chỉ về thì mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây, xoay đi này. Hũ gia vị 5.000. Các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy. Cái đuôi có công tắc như này cũng 5k luôn. 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp vào cái máy massage chân ấy. Massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k cho một cái như này nhá, 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá. Thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k. Thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá. Quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây, cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa, hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biếc tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này. 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây.
Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thành lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó, bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên 4 cái luôn, 100k trên 4 cái, giá thanh lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này, giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy, cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn, 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này, đấy, nói chung là đa di năng này, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 những cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi, em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy, lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi đuôi đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn. Và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó, dòng lên dây. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên thì em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi. Nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn về nhà, các bác không cần phải đấu dây. Đấy, như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra. Và xoáy và cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó, thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy, đuôi hai chân nhá, cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp, xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy, các bác dùng thì rất là thích luôn. Chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn. Chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi. Bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ, nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này, con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó, công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V, đèn 8 cánh.
tên cho nó đèn 8 cánh, có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn. Đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39 cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29 cm. Một con bếp từ hàng của thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan. Kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi. Cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. 350. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, ghi giá lên luôn này. Bếp từ Philips này. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nha, 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái 66 rồi. Cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20 cm thôi, vào khoảng 20 cm thôi nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng nó rất là tiện ích luôn nhá. 75.000 cho một con đồng hồ như này. Đường kính khoảng 20 cm. Về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn. Nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ phòng bếp, phòng ăn nhỏ gọn tinh tế các bác nhá. Rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này, 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à. 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k trong cái bộ này các bác nhá. 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 trong cái bộ vít đen trợ lực như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực. Rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này. Giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá.
Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoay ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi khiếc như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này. Rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này, các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên cho em là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên cho em là đèn dầu nhá, giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này. Nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy các bác nâng cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nike, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con ví da bò thanh lý như này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. 40.000 một chiếc nhá, có màu đen và màu nâu. Có màu đen và màu nâu như này, nếu mà các bác lấy 2 chiếc tính giá cho các bác 70.000. 70.000 cho 22 cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc. Ví da bò tự nhiên nhá, chất liệu. Ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100%. Bảo hành cho các bác luôn đây, chất liệu da bò các bác này. Về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. Đó, và 70.000 trên 2 cái nhá, trên 2 cái luôn, 70.000 2 chiếc. Giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá. Bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này. Đó. 50.000 là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này. Các bác ăn mì này, ăn cơm này rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn. Đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá. Giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này. Đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp được các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100.000. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này, dòng gối massage 8B giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá, nẹp dây điện thì em có 2 túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có 2 túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đây. Đấy. Hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá.
Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. À, đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên xem là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120.000 cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá, làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ cũng được. Đây, các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tác đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On, off đây, các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này. Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa, cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn. Còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em. Ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng, khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy, các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Rất đẹp các bác. Đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Lên trên là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18 đến 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây.
rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều ngăn luôn các bác này. Rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này. 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi. 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn. Hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm này, các bác có thể để iPad các thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vuông kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vuông kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vuông kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhá, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi. 90k. Đấy, các bác nào làm thợ, làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này, giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá. Hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên cái mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây.
kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn, nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính, lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy, bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì cái con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó. Có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng, 100 bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000, có hai màu này. À, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá, cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc nguyên rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng 3 màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì khi mà rác rửa các thứ nó cặn ấy, nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ. Nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi. Lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Thế nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bác. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này, rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi, nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 316. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này.
Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc giòn riếc các thứ đàng hoàng. Inox 316 này, su 316 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 316 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết, su 316 nhá, su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn riếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc, để ngang đều được hết nhá. Để dọc, để ngang đều được hết này. Đặt lên đặt xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá, giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k, 40k cho một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy, để nằm để đứng đều được hết nhá, nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh, nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 thì con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về trong sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media. Đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng nữa thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đây, đó nó sẽ là cái bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa. Giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k. Đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này. Giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá. Quân cờ không thôi bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì
sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác ơi. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu màu đen và màu cà phê như này, màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhá. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này, có phần vít nở đây các bác bắt vít vào tường cho em. Đây nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Nên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá. Mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện các thứ đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhá. 350.000 cho một con két sắt này, chìa chiếc cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em, cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V, điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên cho em. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này, các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây, các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k trong cái muỗng mini như này và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy. Muỗng mini này. Đấy. Muỗng mini.
Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cái, 10k trên một chiếc, và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em. Có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này. Lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết lách này, tô vẽ các kiểu con là điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia khóa Đức này. Đấy, khóa Đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa Đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha quá nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nhá. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Đấy. Khóa Đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa Đức như này. 130.000, 4 chìa. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá, 123 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tác như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tác đóng ngắt, và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tác độc lập như này. Dòng anh dây điện. Mỗi tầng một công tác độc lập nha. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3, 4, 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm bằng nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng. Tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tác đóng ngắt có đèn báo. Và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2.500W này. Ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin, lắp piếc vào cho em nhá. 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này.
điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 SIM. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 SIM đã là 230 rồi mà con 3 SIM có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan này. Lên cho em là mài ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k trong chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em. Sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá, đây các bác này. Đấy. Lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần trên nhiếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhức rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000, giá cực hạt rẻ cho các bác luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá. Táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này cho em. Cực kỳ là nhạy luôn. 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em.
Inox 304 nguyên linh của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Lên đã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về tương bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là lên cho em là bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu, xịt nhớt này, tra dầu, tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhá. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 đến 20 trên dưới 20 mét thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20 mét. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này, hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua 5 tặng 1, mua 5 tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7 8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá. Đồng hồ báo thức, giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em, pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy, lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó, đồng hồ báo thức này, đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy, đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này.
Đó, rất là chắc chắn nhé, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá, bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy, cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này. Bếp ga đơn. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Nhỏ gọn tiện ích nhá, hàng của thương hiệu Media. Đó, rất ngon lành cho các bác luôn, 190k. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66 giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 cho con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy, bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho bác luôn. Đấy, đây, đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy, có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này.
Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gì nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này. Có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá. Đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen, màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhé. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng, màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy.
Hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tác bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tác đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình nhá. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tác này. Công tác này là chức năng luôn các bác nhá. Công tác này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tác đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có chức năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác nhé. Em Phạm Huấn quay trở lại với các bác đây. Lần đầu tiên em sẽ gửi lời chào tới tất toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã cùng xem kênh của shop Phạm Huấn nhé.
Các bác xem kênh mà yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nhớ cho em xin một nút like nhá. Để yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác có thể chia sẻ kênh hoặc là trên Facebook để nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn, mà cũng như là cập nhật các cái video mới của em nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh. Thì khi các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ cập nhật được nhiều cái video mới của shop đăng lên và nhiều các cái mã mặt hàng giảm giá cho các bác nhé. Cũng như là các bác có thể xem đi xem lại được các video để cập nhật được các mặt hàng, một số sản phẩm mới và một số sản phẩm thanh lý nhé. Đấy, thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi này. Phích đun sôi thì con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào thì em cũng không biết được nhá. Đấy, thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là, đây, còn một con phích đun sôi như này, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70k nhá, 70k. Đấy, thì không biết nó lỗi lầm như nào thì về nhà các bác có thể sửa chữa chế cháo được nhá. Còn con này bên em đang bán là 180.000, thanh lý nốt cho các bác với giá là 70.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là có một cái đôi dép da bò nhá. Đôi dép da bò, con này thì nó sẽ là cỡ 42. Hàng này thì đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn khoảng là 90%, 90%. Đấy, trước khi em gửi cho bác thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ, đánh xi siếc ngon lành. Chất liệu của nó thì nó sẽ là da bò nhá. Đấy, chất liệu của nó là da bò. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, da bò nhá. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn. Con này thì giá mới của nó thì nó vào khoảng là 1 triệu. Đấy, bên em thanh lý cho bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là đôi dép da bò nhá, 250k. Đấy, thì em có một đôi thôi, có một đôi thôi. Thanh lý cho bác với giá là 250.000, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi hàng nhá. Cỡ 42 nhá. Đấy, cỡ 42. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã mới tinh, đó là cái điện thoại 3 SIM nhá. Đấy, con điện thoại 3 SIM. Hàng thì to, đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Pin cực kỳ trâu, pin các bác dùng cho em cả tuần đến 10 ngày nhá. Pin của nó là pin trâu đấy các bác này. Đấy. Pin này các bác cứ dùng cho em khoảng 10 ngày, 2500 mAh. Nếu mà nghe gọi thì cứ dùng cho em 10 ngày liên tục các bạn. Đấy. Hàng thì bàn phím nổ nhá, số to rõ ràng nhá. Và hàng của nó là hàng 3 SIM, có cả một cái đèn LED rất là to nhá. Hàng 3 SIM cho các bác luôn. Đấy, và chân sạc thì nó sẽ là chân sạc phổ thông. Hàng của công ty nhá, hàng công ty cho nên các bác yên tâm sử dụng. Hộp biếc đàng thứ các thứ đàng hoàng, bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đây. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Đấy. Con này nó sẽ là một cái dòng 3 SIM cực kỳ là chất lượng các bạn, 3 SIM cực kỳ chất lượng đây. Các bác tháo cái ốp đằng sau này ra này. Đấy, tháo ốp đằng sau này ra để các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đấy, đây con cái lẫy này, các bác tháo ốp ra. Nó sẽ có cho các bác là 3 khay SIM và một khay thẻ nhớ nhá, 3 khay SIM một khay thẻ nhớ. Thì các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc là đàm thoại các thứ cũng rất là ok. Con này thì có cả chụp ảnh luôn, thì không biết là có chụp ảnh không thì để em sẽ test cho các bác xem luôn. Đó, ưu điểm của nó là 3 SIM luôn thì các bác dùng đấy, pin của nó là pin trâu nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 3 SIM này. Đấy, điện thoại 3 SIM. Đấy, có cả chụp ảnh luôn các bác nhá, có cả chụp ảnh luôn. Đấy, bật nguồn khởi động là lên luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, bàn phím nổi số to nhá, bàn phím nổi số to. Thì các bác người già dùng nó rất là tiện ích. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng 4G các bác nhá, dòng 4G có cả chụp ảnh luôn các bác này. Đấy, chụp ảnh thì nói chung là nó thôi nó cũng gọi là để cho có thôi. Đấy, chứ còn nó cũng không được xuất sắc đâu. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng 4G cho nên là các bác lắp SIM đời mới và là dùng ok nhá, SIM đời mới dùng ok. Lên mã giúp cho em là điện thoại 3 SIM. Giá sẽ là điện thoại 3 SIM này. Giá sẽ là 280.000 nhá, 280k và bên em sẽ bao ship nhá. 280.000 và bao ship cho một con điện thoại 3 SIM như này. Hàng cam kết ngon lành, pin trâu. Pin này các bác có thể sử dụng cho em liên tục trong vòng từ 7 đến 10 ngày nhá. Điện thoại 3 SIM 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Automat, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Automat hàng nội địa của Nhật, đa số của nó sẽ là hàng của Natina nhá, hàng của Natina, hàng made in Japan này. Nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Hàng đều là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải, 40A dòng dò là 10 40A dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30 mA. Đấy, 40A dòng dò 30 mA, hàng made in Japan. Đấy, con này giá sẽ là 180k nhá. Các bác lên cho em đó là át đại nhá, át đại 180.000, 180.000 chống chập giật quá tải cho bác luôn. Đây, chống chập nó sẽ nhảy các bác này. Đấy, chống chập nó sẽ nhảy này các bác này. Đấy, hàng 3 nút chập giật quá tải cho các bác luôn, 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều 63A, át đảo chiều 63A nhá, 63A át đảo chiều. Đấy, còn con này của nó sẽ là dòng 40A nhá, dòng 40A.
Đấy, thì các bác lên cho em là AS 40A. Con này thì AS 63A đảo chiều, giá sẽ là 110k nhé, 110k. Đấy, con này thì đảo chiều thì các bác cứ dùng cho em là nóng lạnh này. Đấy, dùng cho em là nhà 2 công tơ này, nhà 2 công tơ, hoặc là các bác có các cái nguồn như là máy phát thì các bác có thể dùng đảo chiều, có lẫy gài cái thứ đàng hoàng. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy đồng hồ nhá, kim kiếc các thứ đầy đủ luôn. Kim kiếc phụ kiện các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ cần lắp kim vào đây cho em, sau đó thì mình xoáy nấc vào cho em là xong. Đó. Và các bác lắp cho em pin vào nhá, lắp pin vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy đồng hồ, giá sẽ là 40k một chiếc, 40k cho một con. Thì đồng hồ các bác bị hỏng thì các bác có thể sửa chữa thay tháo vào cho em nhá. Máy đồng hồ 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Bên em bán thì nó sẽ không kèm pin đâu, còn các bác muốn có pin thì về nhà các bác tự mua thêm pin các bác lắp vào thôi. Đấy, bên em bán là sẽ không kèm pin nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là đèn sáng như này luôn. Có đèn sáng này các bác này. Đấy, bật lên có đèn sáng, bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này, không có pin nhá, không có pin. Kính lúp 70.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút lông dầu nhá. Các bác lên cho em là bút lông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc nhá. Một hộp này sẽ là 10 chiếc cho các bác này. Đấy, một hộp sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc như này, có màu đỏ màu xanh, bút lông dầu hàng của Thiên Long nhá. Đấy, bút dầu lông dầu hàng của Thiên Long. Đấy, bút mực của Thiên Long thì các bác biết rồi, yên tâm sử dụng nhá. Đây, hàng của Thiên Long chứ không phải cái hàng nhái ở ngoài thị trường đâu. Đấy, dùng rất là ngon luôn, lông dầu dùng rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá, bút lông. Đấy, bút lông như này và có màu đỏ và màu xanh nhá, bút lông có màu đỏ và màu xanh. Thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 3 cái. Còn các bác mua cả hộp như này 10 cái thì giá sẽ là tốt hơn nhá. Đấy, cả hộp như này là 10 cái thì giá thì chỉ có 50k thôi. 50k trên một hộp nhá. 50.000 trên một hộp. Đấy, 50.000 trên một hộp. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá. Bút lông. Con này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ này. Đấy, một đầu to, một đầu nhỏ như này. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. 50.000 một hộp, tức là mua một hộp này là 10 chiếc thì giá chỉ có cho các bác là 10 bút, giá thì chỉ có 5.000 thôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhé, 20.000 3 cái. Và bên shop về nó sẽ có màu đỏ và màu xanh. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác dùng nó rất là tiện. Đây, đấy, em cũng đang dùng đây các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đây, nó sẽ là một cái dạng nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, lên cho em là nhẫn đồng hồ nhé. Đây, nhẫn đồng hồ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái nhẫn đồng hồ này, giá của nó sẽ là đây, nhẫn đồng hồ như này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì sẽ là vừa xinh, hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đây, các bác đeo vào nó rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh như này. Rất đẹp các bác này. Vừa là nhẫn trang trí, vừa là đồng hồ luôn, rất xịn sò con bò nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn nhẫn đồng hồ vuông nhá, nhẫn đồng hồ vuông. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông như này giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ vuông nhá. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông. Giá sẽ là nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là, các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá sẽ là 35.000 một chiếc nhá. 35k cho một con nhẫn đồng hồ như này thôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, nhẫn đồng hồ vuông này. Nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là 35.000 một chiếc. 35.000 cho một con nhẫn đồng hồ vuông như này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng này thì chấm hết luôn các bác nhá. Chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, giá sẽ là 35k một chiếc này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ô tô thôi, chứ còn các bác dùng vào đâu cũng được. Đấy, dùng vào đâu cũng được, chứ không nhất thiết là phải trên ô tô. Giá sẽ là 40.000 cho một con đồng hồ ô tô như này. Nó sẽ có kèm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá. Một cái miếng dán như này, về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Bóc cái này ra cho em, sau đó thì mình dán trực tiếp lên cái phần đít này. Sau đó thì đấy thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp này. Thì các bác có thể dùng để mình dán lên trên ô tô này, hoặc là dán lên trên kệ giá sách này. Nói chung là đa di năng luôn. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Màu vàng gold cực đẹp luôn. Đấy. Lên cho em là đồng hồ ô tô nhá. Đồng hồ ô tô, giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 trên một chiếc đồng hồ ô tô như này. 40.000 một chiếc nhá. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn.
Đấy, bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình dán lên ô tô này, hoặc là dán lên bàn học này, bàn trang điểm này, hoặc là tủ sách này, để các bác có thể quan sát được giờ một cách tiện ích luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000. Đồng hồ ô tô giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái một cái mã đồng hồ nữa. Đó là cái đồng hồ đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay như này các bác này. Đấy. Một cái viên đá xoay như này rất là đẹp luôn. Đó, và các bác mở ra này cho em này. Mở ra này cho em. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết. Đây, có lẫy như này nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là đồng hồ đá quý cũng được, hoặc đồng hồ dây chuyền được nhá. Đấy, xoay này rất đẹp luôn này. Đó, có dây chuyền đeo như này. Các bác có thể đeo vào trong cổ này. Đấy, đeo cổ, hoặc là các bác có thể là đeo vào thắt lưng cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Xoay này các bác này. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Đồng hồ đá quý giá sẽ là 60k, mở ra này. Rất đẹp luôn, có dây chuyền như này. Đấy, có dây chuyền này rất là đẹp nhá. Đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Đấy, đồng hồ đá quý nhá, giá sẽ là 60.000. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đá màu xanh và một cái đá màu đỏ như này. Đấy, một cái đá màu xanh, một cái đá màu đỏ như này các bác này. Đấy. Đá màu xanh, đá màu đỏ này thì các bác có thể là báo bên em gửi màu xanh hoặc màu đỏ, hoặc là gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá sẽ là 60.000. Đấy, đồng hồ đá quý này. Giá sẽ là 60k nhá. Đó. Đồng hồ đá quý có màu xanh màu đỏ, giá sẽ là 60k nhá. 60k trong con đồng hồ đá quý như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái vỉ kim vàng nhá. Hàng này hàng hot của bên em luôn. Vỉ kim vàng như này. Hàng này thì lấy cho cái sợi chỉ đâu. Cái sợi chỉ đâu. Xé đại ra, xé đầy những dây cũng được. Dòng này của nó thì sẽ là 2 4 6 8 10 12. Đấy, 12 chiếc, 12 chiếc cho một cái ấy như này. Đây nhá, một cái sợi chỉ màu hồng như này các bác này. Đấy, thì đây. Đây ví dụ một cái sợi chỉ siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ như này nhá. Thì khi các bác chỉ cần là đặt vào kim này, các kéo đi là nó sẽ vào này. Đây. Đấy, đặt vào kim này, kéo ngược lên là sẽ vào luôn. Đấy, vào rồi này các bác này. Rất nhanh luôn nhá. Đây vào luôn đây này. Đấy, vào luôn các bác thấy không? Đây. Để em kéo lại cho bác xem nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là cầm tay theo cái hình như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây. Đặt vào đầu kim này, đặt vào đầu kim như này, kéo phát vào luôn, nhanh trong vòng không phải bao nhiêu giây luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đấy, thì lên cho em là vỉ kim vàng nhá. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15.000 mà tới 12 chiếc, nói chung là nó vào trên 1.000 một tí. Nó cũng rất hợp lý luôn. Một vỉ này 12 chiếc dùng cả đời luôn, cả ông cả bà dùng thay nhau dùng nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một vỉ kim như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ kim vàng nhá. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng, rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ bếp ga các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này. Đấy, quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây.
nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên trên là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn. Nguyên màu xanh này. Đấy, và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test, dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này, và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế, và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá, xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây kia. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, và khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này, đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xa liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con bình tông, 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là
chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên bán giúp cho em là vòi cam xanh nhá, chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50k. Đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ, vai, gáy rồi các khớp chân, khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một địch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi. Nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn, thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k anh thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá. Rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn. Rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này. Đấy, em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá. Rung linh đánh đu các bác này. Đấy, các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai xách có chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai xách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá, một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn led mini nhá. Đèn led mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá, công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy, giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này.
Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn LED này, đèn LED mini nhá, đèn LED mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn các bác nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m còn một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái số có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi. Dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc như này thôi. Rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó. Tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên số bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m, à dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lẫy cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhá. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này, gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không dỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này, hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa. Thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra,
đấu con này vào cho em. Đó là mình sử dụng thôi, rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ theo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k nhá. Đấy, bên em đang bán 49-50k đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa ạ? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa ạ? Các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Để mặc định là cứ tháo quạt ra là quạt đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhé. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhé. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái tốc năng điện ạ. Thì mình bỏ cái chân FV kép nhé. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chứ ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm tốt năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đây, ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhé. Nguồn điện vào thì chân nóng và chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn ở cái chân thấp và chân cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em cái này. Để mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá. Mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy, được chưa? Đấy, thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhá. Đấy, rất là ok. Các bác mua hàng thì liên hệ bên em. Đó, đây có cái video đấu nối nhá, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây nó sẽ có chân 1 2 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy. Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây, điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên cho em ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130k, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây, đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn. Thì rất là tiện nhá, nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là
130 cành thôi, 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào ắp quy cho em dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn. Có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có ắp quy 12/24 đều dùng được cả nhá. 12/24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12/24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok.